Sau đây là phần cuối cùng của bản tin thế giới. Thưa quý vị, những thương vụ M&A trị giá hàng tỷ đô la đã giúp Phố Wall có sắc xanh vào đầu phiên hôm qua, nhưng đà tăng hạ nhiệt dần và chốt phiên trong sắc đỏ. Đầu phiên giao dịch ngày 7 tháng 4, các nhà đầu tư tích cực mua vào nhờ nhiều thương vụ M&A lớn xuất hiện. Tuy nhiên, kết phiên cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm điểm. Trong hôm qua, Chính phủ Mỹ vừa công bố số liệu cho thấy lượng việc làm cần tuyển dụng trong tháng 2 tăng lên mức cao nhất trong vòng 14 năm qua. Tuy nhiên, số lượng nhân công được thuê mướn thì lại không mấy thay đổi so với tháng 1. Điều này cho thấy các nhà tuyển dụng gặp vấn đề trong việc tìm lao động phù hợp. Điều này rất có thể sẽ thúc đẩy tăng lương. Một số thương vụ đáng chú ý trong ngày hôm qua, hãng vận chuyển FedEx đang tính chuyện mua lại hãng chuyển phát nhanh Hà Lan TNT Express với giá là 4,8 tỷ đô la. Cổ phiếu của hai công ty này đều tăng điểm. Vấn đề ở chỗ, hai năm trước, một thương vụ tương tự của UPS từng vấp phải lo ngại sẽ tạo ra thế độc quyền. Đối với FedEx, thương vụ này sẽ giúp cho FedEx tiến sâu hơn vào thị trường châu Âu. FedEx tự tin rằng thương vụ lần này sẽ không giống như trường hợp của UPS trong hai năm trước. Đây sẽ là một thương vụ win-win. Cổ phiếu của Twitter giao dịch ở mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua, sau khi có thông tin cho biết Twitter đang thuê tư vấn để chuẩn bị cho một thương vụ M&A. Cổ phiếu của American Express thì giảm điểm do bị hạ giá mục tiêu. Các chỉ số chứng khoán chính trên thị trường châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay, 8 tháng 4. Trong đó, chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều lập những kỷ lục mới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8 tháng 4, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,76%, chỉ số S200 của Úc tăng gần 0,6%, Shanghai của Trung Quốc tăng 0,86% và Kospi của Hàn Quốc tăng 0,6%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng điểm lên mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2000. Trong bối cảnh giá yên Nhật Bản tăng cao do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên chính sách tiền tệ, cổ phiếu của công ty dược phẩm Eisai tăng 2,2% sau khi nhận được bằng sáng chế cho một loại thuốc mới. Chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng điểm lên mức cao nhất kể từ 7 năm. Cổ phiếu của các công ty đường sắt như CSR, China CNR đều tăng lên mức kịch trần 10% trong hai phiên giao dịch liên tiếp sau thông tin sát nhập vào nhau. Chỉ số S200 của Úc tăng điểm với sự gia tăng của nhóm ngành dầu khí và khí đốt, trong đó Oil Search tăng 5,7%, Santos và Woodside Petroleum tăng lần lượt 4,4% và 2%. Tuy nhiên, nhóm ngân hàng lại mất điểm. Ngân hàng Hoàng gia Úc và Ngân hàng Úc New Zealand đều giảm lần lượt 0,3% và 0,2%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng điểm lên mức cao nhất kể từ 5 tháng qua nhờ vào ngành dầu khí. Cổ phiếu của SOIL và SK Innovation tăng lần lượt 8,9% và 7,8%. Cổ phiếu của Hyundai Steel và Hyundai Hisco tăng lần lượt 6% và 8,2% sau thông tin sát nhập. Cổ phiếu của Samsung Electronics sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 1 cũng đã tăng điểm 0,8%. Thưa quý vị, quỹ dự trữ ngoại hối do các ngân hàng trung ương các nước sau một thập kỷ tăng mạnh thì giờ đây đã đến hồi kết thúc. Sau khi đạt mức kỷ lục là 16.200 tỷ đô la Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái, các quỹ toàn cầu giờ đây chỉ còn 11.600 tỷ đô la vào tháng 3, theo số liệu do Bloomberg công bố. Sự sụt giảm này một phần là do đồng đô la Mỹ mạnh lên, khiến giá trị các đồng tiền khác, trong đó có đồng euro giảm xuống. Điều này có thể gây ra nhiều tác động đối với thị trường toàn cầu, chẳng hạn như khiến các thị trường mới nổi gặp khó hơn trong việc tăng cùng cung tiền tệ của họ để theo kịp đà tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng kìm hãm nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc Mỹ. Đây là một sự thách thức lớn cho các thị trường mới nổi, vốn đang cần nhiều tiền hơn các biện pháp kích thích thị trường. Trung Quốc, một trong những nền kinh tế có quỹ dự trữ lớn nhất thế giới, đã góp phần đáng kể vào sự sụt giảm này. Trung Quốc đã cắt giảm còn 3.800 tỷ đô la Mỹ trong quỹ dự trữ của mình hồi tháng 12 năm ngoái, so với con số kỷ lục là 4.000 tỷ hồi tháng 6. Nguồn tiền trong quỹ của Nga cũng giảm 25% trong năm qua và chỉ còn 361 tỷ đô la vào tháng 3. Trong khi Ả Rập Saudi, quỹ dự trữ lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Nhật, đã mất 10 tỷ đô la từ hồi tháng 8, chỉ còn 721 tỷ đô la. Sau đây là một thông tin khác. Một khảo sát của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ mới công bố cho thấy trong số những vụ tin tặc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của các nước thì phần lớn mục đích của tin tặc không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp dữ liệu. Theo khảo sát của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, gọi tắt là OAS, trên hơn 570 cơ sở hạ tầng trọng yếu từng là nạn nhân của tin tặc, thì có 40% người được hỏi cho biết tin tặc đã tấn công và đánh sập hệ thống máy tính của họ. 44% được hỏi cho biết họ bị xóa dữ liệu. Mặt khác, có đến 54% người được hỏi cho biết tin tặc đã cố giành quyền kiểm soát thiết bị. Những công ty được khảo sát là những công ty có quy mô lớn và những công ty quốc doanh, chẳng hạn như điện lực, quản lý cảng biển, thủy điện, và những công ty này đang phải đối mặt với một nguy hại lớn, đó là tin tặc.
Những vụ tin tặc tấn công nổi tiếng trong thời gian qua có thể kể đến Target và Home Depot. Hệ thống dữ liệu khách hàng của hai chuỗi bán lẻ lớn nhất nhì nước Mỹ đã bị đột nhập, dẫn đến những vụ bồi thường khổng lồ và khiến cho doanh nghiệp điều đứng. Đình đám nhất gần đây là vụ tin tặc tấn công vào Sony Pictures sau khi hãng phim công bố bộ phim The Interview gây tranh cãi. Có rất nhiều cách để tin tặc xâm nhập và xử lý dữ liệu của nạn nhân, có thể thông qua những phần mềm, những ứng dụng hay là mã độc. Các doanh nghiệp đã cải tiến hệ thống phòng vệ, tuy nhiên nhưng trong trường hợp của Sony, dường như đầu tư cho công nghệ vẫn chưa đủ mạnh. Xu hướng sắp tới, quy mô của các vụ tấn công sẽ còn gia tăng, kể cả về quy mô doanh nghiệp lẫn mức độ nghiêm trọng của hậu quả. Thưa quý vị, chính quyền Panama vừa đốt 13 tấn thuốc phiện phi pháp, bị bắt giữ từ hồi đầu năm. Trị giá khối lượng hàng này có thể lên đến hàng triệu đô la. Những con đường lớn của buôn lậu ma túy thường đến từ Mexico và Nam Mỹ, thông qua hành lang khu vực là Panama để vào Bắc Mỹ. Các mặt hàng bao gồm hàng trăm gói cocaine, marijuana và heroin. Những lần tịch thu trước và cả lần này cho thấy, từ số lượng hàng rất lớn như chúng ta đang thấy ở đây, chứng tỏ đây là hoạt động của những nhóm tội phạm có tổ chức, và đó là lý do mà lực lượng cảnh sát quốc gia cũng như các tổ chức an ninh nói chung phải báo động nhằm ngăn chặn những tội ác có thể gây ra nhiều tổn thất to lớn hơn. Phần lớn số ma túy này là cocaine, được cho là đến từ Nam Mỹ, và chuyến hành trình bắt đầu từ hồi đầu năm. Theo chính quyền Panama, hàng chục tấn ma túy đã bị bắt giữ và tiêu hủy kể từ năm ngoái tại đất nước Trung Mỹ này. Mới đây, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cảnh báo rằng nguy cơ trẻ em thiệt mạng, bị thương cũng như lây nhiễm dịch bệnh là rất cao khi xung đột tại Yemen vẫn tiếp tục kéo dài. Phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc cho biết, không ít trẻ em đã bị thiệt mạng và tàn phế vì cuộc xung đột. Có khoảng 74 trẻ em thiệt mạng trong số 560 người thiệt mạng kể từ khi căng thẳng bắt đầu tại Yemen, 44 trẻ em thì đã bị tàn phế. Ông Duzarit cũng đã cảnh báo, Yemen dễ có nguy cơ rơi vào mất an ninh lương thực. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại về sự cố cấp nước và xử lý nước thải, vốn có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trước đó, trong một cuộc không kích diễn ra tại trung tâm Yemen, các cơ sở đã bị phá hủy làm cho hai em học sinh thiệt mạng. Tình hình an ninh tại Yemen đã xấu đi kể từ đầu tháng, sau khi cuộc xung đột đã nổ ra giữa các phe đối lập ở khu vực phía nam của đất nước. Chính phủ các nước đã nhanh chóng sơ tán người dân của nước mình ra khỏi khu vực này. Thưa quý vị, theo nghiên cứu mới nhất, tiểu bang California của Mỹ sẽ đối mặt với nhiều rủi ro kinh tế nếu chính phủ không đưa ra những biện pháp cấp bách để đối phó hạn hán. Theo một báo cáo của nhóm nghiên cứu Risky Business cho biết, nếu không có các biện pháp chống biến đổi khí hậu nào được thực hiện ngay, thì California sẽ đối mặt với tình trạng năng suất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng ven biển và nguồn cung nước bị ảnh hưởng đáng kể. Bản báo cáo cũng cho thấy nhiệt độ tăng cao sẽ ảnh hưởng năng suất lao động và gia tăng chi phí năng lượng. Đó là chưa kể hàng tỷ đô la Mỹ bất động sản ven biển có thể đối mặt với nhiều nguy cơ nếu mực nước biển dâng cao. Bên cạnh đó, hàng ngàn hecta đất nông nghiệp bị bỏ hoang, trong khi các loại cây trồng cần nhiều nước, kể cả bơ, hành nhân, nho là những loại cây cần cho ngành công nghiệp rượu vang của California lại không trụ nổi trên mặt đất trong khí hậu khô cằn. Mới đây, lần đầu tiên trong lịch sử, thống đốc bang California Jerry Brown yêu cầu người dân và doanh nghiệp trên toàn bang phải tiết kiệm 25% nước sinh hoạt. Hạn hán tại California đã bước sang năm thứ tư khiến nhiều sông hồ khô cạn. Lớp băng tuyết vốn cung cấp 1/3 lượng nước cho bang cũng ở mức thấp nhất trong bảng theo dõi. Từ tháng 12 tới tháng 2, một vài trận bão đã giúp làm đầy lại một số hồ chứa trong bang, mặc dù lượng nước vẫn thấp hơn so với mức trung bình từ trước tới nay. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ sau.